Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn xuống Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị được chào mừng là cha quản sứ và quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các ban ngành đoàn thể, quý anh chị em giáo dân cộng đoàn, giáo xứ quý hoa và quý khách gần xa về trải lễ. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, hôm nay là ngày cao điểm tuần châu lễ giáo xứ quý hoa thay cho toàn thể giáo phận họp nhau trong nhà Chúa, trong ngôi nhà thờ rất là tráng lệ, đẹp đẽ. Chúng ta chung lời ca tiếng hát và cả tấm lòng, cả cuộc đời của chúng ta và với lễ của Chúa Giêsu, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng ta, đến giàu lòng thương xót, hằng quan tâm đến nhân loại và đến chúng ta, đặc biệt là muôn ơn lành của Chúa đã ban xuống cho cộng đoàn giáo xứ quý hòa. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa và cuộc sống của chúng ta luôn luôn là cần ơn với Chúa. Nhờ Chúa Giêsu thánh thể cầu bầu, chúng ta xin Chúa Cha thương đến những người khốn khổ, các tội nhân và tiếp tục chúc lành cho sứ đạo chúng ta về mọi mặt, về đức tin và về các công việc dự định của cha quản sứ và giáo sứ đang làm và tương lai sẽ làm. Chúng ta cũng xin Chúa vì thánh lễ, vì tuần châu, những hy sinh của chúng ta, Chúa chúc lành cho toàn thể giáo phận. Hôm nay trời có mưa một chút, nhưng mà nhờ mưa mà chúng ta thấy được cái tầng hầm của nhà thờ thì rất là tuyệt vời. Do đó chúng ta lại càng vui vẻ để mà tạ ơn Chúa nữa. Trong tâm tình đó, chúng ta xin lòng công hối về tất cả mọi tội lỗi để xứng đáng thực hành mầu nhiệm bánh. Tôi thua nhận cùng Thiên Chúa
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con biết tình mình và máu Thánh Chúa để chúng con đời đời thương nhớ. Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được niềm hơi hơn Chúa cứu Chúa chúng con. Chúa hằng sống và hiện trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Tin thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, điều tôi đã hạnh là lành nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị đụng, Chúa Giêsu cầm lấy mảnh, dâng lời tạ, rồi bẻ ra và nói: đây là bình thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cùng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa về, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa. Được là chủ đề hoặc là được giảng lên ngôi nhà thờ với giáo sư Hoàng Anh thì
Thế rồi chuyện đã hiểu sẽ hiểu. Cách đây vài tuần, cha sư của anh chị em đã mời tôi dạ lễ sáng thứ bảy về lễ thứ mẹ. Lo thì cũng lo nhưng vẫn vui. Rồi chỉ còn hai ngày trước lễ, ngài điện đoàn nói thôi cha không phải dạng nửa cổ, cha cả dạng thay rồi. Lại hơi bất thường. Rồi cũng có lẽ như thế cha thương thấy tôi như quá vậy, thế nên ngài là tôi dạng chủ nhật hôm nay đây. Thế là nếu như có chuyện cũng có hội hận. Trong ngày cao điểm của tập trung, tôi cũng chúc cho quý bà chị em giáo sư quý bà khi ai đến tham dự thành ngày hôm nay được tràn đầy vui lòi phúc hay là được nhiều hơn sự của Chúa. Và thưa quý bà anh chị em, vào cái dịp cuối năm báo cáo tất nhiên với giáo phận, nhiều giáo sư đã cho biết là rất nhiều người bỏ xuống tội được lệ, không chỉ là trong mùa phục sinh mà còn nhiều tháng nhiều năm, không chỉ là đàn ông mà cả đàn bà, không chỉ có những trẻ con mà cả có cả người già, không chỉ có những người xa quê làm ăn, cả những người đã ở nhà rồi, và những người không đi, không chỉ là bỏ thánh lễ đi xa một ngày mà cả thánh lễ của nhân và lễ buộc, hoặc có đi lễ thì đi muộn về sớm, cắt đầu sẽ vui, thậm chí giờ được lệ ra ngoài nói chuyện của Trung Quốc, nghe điện thoại, được Facebook, vân vân. Theo những bài anh chị em thì lý do nào mà họ lại làm như thế? Theo tôi, có lẽ họ có thể tìm được một lý do nào chỉ đáng để biện minh cho việc không chứng tội được lệ, ngoài việc nhận thức rằng tại do điều kém về giáo lý, do thiếu hiểu biết về Trung Quốc, về những gì người đã dạy đã làm, do thiếu ý thức về những sự thánh thiêng, do thiếu trưởng thành của người sống đạo đến mới xảy ra những trường hợp như vậy. Vì thiếu hiểu biết nên không thấy được sự cao quý và tầm quan trọng của việc xuất lễ và việc trưởng thành thiền. Những người này nói việc đi dẫn lễ ngay của nhân chỉ là một quả luật phải giữ để gọi bỏ tội, để gọi bị phạt mà thôi. Họ không ý thức rằng thánh lễ và thánh thể là liên hệ để họ gặp gỡ Thiên Chúa là cha của mình. Họ cũng không biết rằng đấy là cơ hội rất quý báu để có thể hút lấy nguồn sự sống, nguồn ân sủng cần thiết cho cuộc đời của họ. Họ không hiểu thánh thể tất cả đó hay là xác tín như thánh Gioan thánh giá của Kitô là của tôi, của tất cả để cho tôi. Họ quên rằng gia đình thánh thiền là gia đình hâm mộ thánh lễ. Biết giá trị thánh lễ thì cũng xa, dù khó khăn có cũng tham dự. Họ cũng biết rằng hội thánh công giáo là xác tín, ý tích thánh thể được gọi là mầu nhiệm rất thánh, ý tích cực thánh và là ý tích trên cả ý tích. Cộng đồng Vatican II có thể định chế của Ben Jesus số 11 đã khẳng định thánh thể được nguyên mạnh và là tôn tích người sống của Kitô. Thưa quý bà anh chị em, cách đây 2000 năm chúng để vượt qua, Chúa Giêsu biết xưa của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian và về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng. Nên sau bữa ăn tối, ngài đã thiết lập bí tích thánh thể để lại cho chúng ta một án những tình yêu vĩ đại, và ngài còn quyền và phải làm việc này là nhớ đến thầy. Ngài cũng thiệt lại vang vang tấn châu vì ngài biết rằng tiền không nói được tình, tiền hãy phạt lại tình. Ngài có thể làm một thứ tiền tiền vì thứ bất tận ngôn, hay là một lời nói vì lời nói là như hơi gió có đó và hay bất lòng. Ngài thiệt lại những tác cái mà mình có người được yêu cả, đó là chính mình ngài dây bánh hình đều như được áo che thân. Trong khi bản chất thánh triều đã trở nên mình và máu của Chúa Giêsu đã hiện lại chúng ta mình thánh và máu thánh của ngài, rước mình Chúa máu Chúa đã gặp gỡ là hiện nhất ở chỗ vậy. Chúng ta biết rằng
hành lễ và bình tĩnh thánh thể không do người thánh, không do bất cứ ai phải làm sao, nhưng là tốt của một cái tốt thiệt lập cộng đồng và các loa hai các công hiến của Chúa Giêsu Cristo thánh đã dạy rằng trong thời tiền đi đến Chúa Giêsu vi phạm tôi, Chúa Giêsu thiệt lập ý để thánh thể bằng mình và máu ngài ông để tiếp tục hy sinh thập giá cho đến ngày còn lại đến thánh lễ ngày nay tái diễn trong sống lại thánh lễ của Kitô đã dẫn khi xưa lên thánh giá để tiếp tục chuyển thông ơn cứu độ cho mọi người và mọi nơi. Và thánh lễ chính là nước từ quê sống với cổ tá thành thứ 50 cũng là hành trình đi về quê trời. Chúa Giêsu đã nói đi nói lại nhiều lần thì tôi là các quán và bảo tôi là cổ gốc ai ăn thì tôi đổ vào tôi thì được sự sống đời đời. Dẫu biết rằng nói như thế sẽ có nhiều người do thái bỏ chúng mà đi, thậm chí cho là người này khỏi tái bảo thái nghe được. Nhưng mà Ngài còn nói điều đó có thể cái vấn đề của Giêsu nói ra là quan trọng và cần thiết đến một năm. Ai ăn thịt ta được bảo ta thì có sự sống đời đời. Thưa cùng bài chị em, con người không chỉ bỏ thân xác nhưng còn bỏ linh hồn. Và mục đích của đời sống con người không phải chỉ là sự nó đủ bớt áo phát sáng, mà còn là sự nó đủ của đời sống tâm linh nữa. Như vừa nói, người ta sống không quên người máy, chính là một người tiếp tục phản ta. Hiện tượng của người chúng ta hiện diện ở đây đều có dư khả năng để nhận được điều này. Vấn đề còn lại là thái độ của chúng ta, của người thánh đệ, của thánh đệ như thế nào mà thôi. Thưa cùng bài chị em, mặc dù chỉ có ta không hiểu, giả qua ta không cảm, nhưng đức tin đã dạy chúng ta rằng Chúa Tự Thần tâm ý thích thánh thể, ta tin khi Chúa đã phán và đã làm, ta tin thì Ngài đã đưa với chúng ta ra sự sống. Đức giáo hoàng Leo đề ba đã nói thánh thể là một tôn nghiêm và cũng hơn một công nghiệp đức tin, thì hơn một nghiêm liêu chi diệu của hệ quả thực tại siêu nhiên. Thánh Cơ Đốc Phúc Tôn đã nói rằng hãy quý minh cho thánh thể và tin vào một lời của nói như là quý minh của thiên của vậy. Thánh Thô Ma Aquino khuyên đừng dựa vào giả quan, hãy dựa vào đức tin và những lời sự thật của Chúa. Còn thánh Phaolô Aquila thì xác tín tin vào Đức Giêsu hiện diện thực sự ở trong thánh thể như là đáng hiện diện thật đến đời mới là có công phúc. Thưa cùng bà anh chị em, để nâng đỡ đức tin của chúng ta những chân lý cao cả này, chúng ta hãy nghe lại câu chuyện đã xảy ra năm 1263. Một linh mục từ thủ đô Tiền Thác đi hành hương tới Roma để cầu xin thiên chủ và gia tăng đức tin cho ngài, vì đáng có những nghi ngờ về ơn gọi. Trên đường tới Roma, ngài dừng lại ở một thị xã cách Roma 70 dặm về phía bắc. Tại đây thì phải lễ đi ngay như phép và nâng cao phải lễ lên tấm bánh đã được đến thịt và bắt đầu chảy máu. Nhưng giọt máu đã chảy xuống đến tấm khăn thánh nhỏ màu trắng thứ ba thơ. Năm sau 1264 thì Đức Giáo Hoàng Pedro Romano đã học thứ tư đã có thành lập lễ tin và bảo thành của Chúa Giêsu. Và ngài đã yêu cầu thành công Ma Aquino thần học sáng tác bài ca ngày lễ. Thánh Thomma viết ra hai bài nổi tiếng đó là Adeo Patrimo và O Sanctus mà chúng ta vẫn thờ ạt khi chầu thánh thể. Tấm thân thánh mang tình nguyện máu và con đồng lưu dựng lại tại cố cung thánh đường Orvieto ở phía bắc thành phố Roma. Đây là phần ba thánh thể tổng cộng số khoảng 82 phần lạ khác xảy ra trên khắp thế giới. Những phần lạ này trả lời cho những ai đã nghi ngờ về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu qua những hành thánh truyền. Thưa cùng bà anh chị em, thánh thể không chỉ là lương thực để nuôi sống linh hồn ta mà còn là lễ vật hy sinh tiền tội cho chúng ta nữa. Chúng ta biết thế giới ngày nay đang gặp tội lỗi. Thế giới ngày nay như lời của thầy Toàn nói rằng đáng chốt của hạnh phúc đâu còn tay thắt lớn của tất cả những kẻ có tội rơi xuống vào ngục như là vàng như là tạm như một trận cuộc không. Thế giới ngày nay đáng chốt gọi là trung trì với tội lỗi, những ngày xưa tôi đã sai tất cả một cái sạch một
85 ngàn quân của sát diêm của Absalom và hai vạn dân Do Thái đi đã vào tàu lỗ ấy mặt quốc xa đi. Những vì sao cầu mong hòa bình được vọng lên sau một lần nước ngàn vượt lục là vì hãy an thông xô và hãy lặng. Khi đã có ông ấy xua sang tay anh nhưng đón nhận tất cả cơn tình đồ của Thiên Chúa. Hành lễ là nghi lễ của ông ấy xua nhờ tay phục và cung qua kẻ sức của dẫn mình vấn của cha để yên tội nhất loại. Như xưa thì người đã xúc mình cái thành giá lễ vật khi thế đất bàn thờ công thành lễ đã biểu tượng khá thứ cũng như là để tìm nhớ mầu nhiệm của chữ kiến và sống tai cùng đốc đời người sẽ thể hiện tài tình trong vinh quang, đồng thời để thờ phượng tạ ơn và cầu xin ơn lành của Đức Sáng. Thành Lorenzo Giuliano đã nói rằng người loài người có thể kể hết ơn phúc của thánh lễ nào của nhân được giáo hòa của Chúa. Người công chính nên công chính hơn, tội lỗi được xóa sạch, nên xấu được giảm thiểu, nhân đức và công nghiệp gia tăng, kế hoạch của má bị thất bại. Thành Vasco Assisi đã nói rằng loài người và chúng sơ, thế giới và nhân loại, cả thiên quốc và cả biển sâu xa, khi con thiên chúa xuất hiện trên bàn thờ trong tay của mình. Chắc là những bà anh chị em đã nghe câu chuyện khi đô đốc Bà đã đang dẫn một đào quân quân đến hạm hiệp Philippi gần đất vừa ra giữa biển khơi thì gặp bão tố, gió đánh chìm một số lớn, chỉ còn lại một chiếc thuyền của đô đốc đang bồng bềnh tối giảm trọng lượng. Mọi người đều tê tự lại bầu đau đến chơi chết. Nhìn thấy bên cạnh mình có một ba mẹ đã hạm hiệp con thơ, đô đốc xin đứa bé rồi cầm nó trong tay giơ lên trời và nói rằng: Lạy Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi đáng phải tiến chinh xuống dưới vực thẳm này, nhưng xin Chúa hãy nhìn xem đứa bé vô tội này và tha thứ cho chúng con. Lịch sử kể lại rằng khi nguyện xong câu đó thì gió yên biển lặng. Cái cảnh đó phải chăng hằng ngày được tái diễn? Mỗi ngày cửa hai chúng con có một linh mục nào đó đã cầm mình thành của nắm tay giơ lên trời và nói: Lạy Thiên Chúa Cha, con và đoàn chiến của con tội lỗi đã vượt qua phần tiêu phạm, nhưng xin Chúa hãy nhìn xem con chiến trong sạch và Đức Giêsu con Cha mà tha thứ cho chúng con. Thánh Alphonso nói rằng sợ gì vẫn có không hủy diệt thế giới như tội lỗi là nhờ thân lực của thánh lễ. Cộng đồng Thánh Tô đã khẳng định nhờ phép thánh lễ Thiên Chúa tha cho ta tất cả những tội ghê gớm nhất. Hay là những thánh tế xa mẹ đã nói với chị em trong dòng rằng: Không có thánh lễ ta sẽ ra sao, và xuống dưới vòng đời này hẳn sẽ bị tiêu diệt. Chỉ có lễ Misa thì ngắn được tay Chúa, không có lễ Misa chắc chắn xã hội sẽ không tồn tại, thế giới sẽ bị diệt vong. Thánh lễ bạn cho ta được sự phân và hiến tế rất thánh giá, một hiến tế hoàn hảo nhất. Thánh lễ giúp cùng đoạn và chuẩn cách hoàn vẹn nhất, tổ xin tha một cách tròn hảo nhất. Thánh lễ là một tế lễ người khen cảm tạ nên tội và cầu xin hoàn vẹn nhất. Tham dự thánh lễ để gặp gỡ của vậy. Trong cuốn biên niên sử truyền giáo có thuật lại cốt truyện một vị linh mục làm việc tại một tổ của một mộ làng châu Phi. Hôm đó đáng chuẩn bị dâng lên ngày chủ nhân, ngài bỗng thấy ở phía ngoài biển đổ nhốn biển đen càng lúc càng tiến gần vào bờ. Đó là những người ở đạo, họ đã bơi qua cả gần 10 cây số để đến tham dự thánh lễ, bất chấp cái lạnh cái rét cũng như nguy hiểm đến biển cả. Thưa quý ông bà anh chị em, sức mạnh nào, động cơ nào đã lôi kéo và khiến họ có việc làm đầy hy sinh và can đảm đến như thế? Phải chăng đó chính là tình yêu của thánh lễ, một dấu ấn yêu thương đã tạo ra sự khác biệt lắm lịch sử? Thưa cộng đoàn, qua câu chuyện này chúng ta nghĩ gì? Hãy nhớ lời khuyên của thánh Augustino: đừng để mất bánh thánh dù chỉ một lần. Hãy như lời của đức của hồng ý Francisco Nguyễn Văn Thuần: dù thiếu tất cả, dù mất tất cả, nhưng con thánh thề là con còn tất cả, con còn có Chúa thiên đàng ở dưới đất. Một ngày chủ nhật nọ trời luôn rất lạnh lẽo, ông Manzoni là một kỹ sĩ tử danh được ý đứng lên từ
giả các bạn để đến nhằm tháp của thành lệ. Các bạn ông khuyên trời mưa lạnh từ từ lại xa thôi để chủ nhân tới. Chí sĩ đã khiếm bốn đáp lại: trong các bạn nếu như có ai mất 100.000 liên chắc là không chịu ngồi đời cho đến khi trời ấm áp và đi tìm. Nhưng mà 100.000 liên là gì so sánh với một thành lệ? Trong tâm vận gia đình số 57 đặc biệt, bánh thánh lễ là một cả phong tử của gia đình, vợ chồng cha mẹ con cháu trở nên một thân thể duy nhất, sinh động bền tình. Thánh lễ trở nên nguồn mạnh bất tận cho gia đình chúng tôi để múc lấy năng lực cho hoạt động văn hóa. Nhất là những gia đình đã phải vất vả vật lộn với những công cuộc sống sẽ tìm được niềm an ủi, sức mạnh nâng đỡ nơi Chúa Giêsu thánh thể. Vì người đã phán: người ai mang gánh nặng nề thì đây ta sẽ thuộc về thành an. Thánh Gioan Tôn Cô, một vị thánh tuyệt vời của giáo dục Kitô tốt giáo, ngài nói rằng nắng sức tuổi thường xuyên sự thánh thể và ngay dưới lên đó là những cột trụ nâng đỡ tòa nhà giáo dục thiếu nhi và thánh thiếu niên. Nếu bạn vẫn có phải dù tuổi đen nói bệnh vàng, Hội đồng Giáo dục Việt Nam Thông tư Trung ương 14 đã nhắn nhủ các thiếu nhi và những người đáng đau khổ: hãy đến với thánh thể, đã có thiếu nhi sẽ được tình yêu của Kitô phù để lớn lên trong ơn Chúa. Và những ai đang cảm đau khổ khi biết kết hợp với những đau khổ bệnh tật của mình với sự thương xót của Kitô sẽ tìm được nơi thánh thể một bước sống tự hiến và tìm được nguồn lực cho cuộc sống tốt đẹp bằng những hy sinh trong bạo khổ. Thưa cụ bà anh chị em, thế giới này sẽ ra sao? Nhân loại này sẽ thế nào nếu một ngày nghe một con thánh lễ, một con nhân tình thánh lễ, nguồn yêu thương? Chắc chắn sẽ không còn có hòa bình, có hiệp nhất, có sự phân hoa, tha thứ, mà chỉ là còn có xấu xé, là thù, là ghét ghét, là chiến tranh mà thôi. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta hôm nay những sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh lễ yêu thương, để chúng ta tiếp dòng mình trong sạch xứng đáng mỗi ngày, mỗi cái đại nhân, còn luôn điện chạy đến với Chúa qua biện pháp thánh lễ và được lên một ngày. Để những người lâu nay bỏ thánh lễ, xin tờ lực lễ, hoặc là hoài nghi về sự hiện diện của Chúa trong những tình thánh lễ, họ có thể hết nhờ quá ta mà họ đã tin vào những tình thánh lễ. Đồng thời cũng xin Chúa cho chúng ta biết có phát minh vào cho những mảnh tình thương của Chúa được tiếp tục vẽ ra và cao ban niềm vui hòa cho gia đình, cho nhân loại đang đau thương và đòi khát trong cuộc sống hôm nay. Amen. Tôi tin kính của Thiên Chúa là Cha toàn năng, ta mời trời đất muôn phần cứu tình và vô hình. Tôi tin Chúa, xin lời Chúa sáng hồi trong mọi đời, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa, anh sao lời
xót về Chúa, chúng ta cùng sốt sáng dâng lời cầu nguyện. Thánh thể là bánh trường sinh, là mối dây hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin thánh thể đổ đầy tình yêu của người xuống trên đức thánh cha, các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, để hết mọi thành phần sức Chúa luôn luôn nỗ lực gặp gỡ, lắng nghe, phân biệt và tìm ra thánh ý Chúa, từ đó xây dựng một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sử dụng. Thank you.
So.
anh chị em anh thọ nguyện đến lên của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thank you.
đang bảo cần chữ tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con hoan thiên đại diện Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến lời Thánh Chúa làm rộng khắp hoàn cầu để đến toàn hội thánh các đứng lên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Luisa, quan giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Từ đêm nay chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho em thay được vào hương ánh sáng con nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thân thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế vững người dạy, chúng ta dâng nguyện thần thần.
Đại diện Thiên Chúa đây được xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc tiên Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời, khi không hiểu với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời bình yên, được cùng Chúa vui mừng phung trường sinh, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thể là đặc phẩm tình yêu cao quý từ trời. Mình và máu Thánh Chúa là đèn hương cho linh hồn chúng con mỗi ngày. Với lòng thương xót vô biên, Chúa đã thực hiện một cuộc trao đổi diệu kỳ nơi bí tích Thánh Thể. Bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa, lại cho chúng con sự sống đời đời. Ôi cao vời vô thấu, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, cả đất trời không chứa nổi, lại trở nên tấm bánh đơn sơ, nhỏ bé, tan biến trong cõi lòng chúng con. Thánh Thể là tình yêu nhiệm màu, là lòng thương xót thẳm sâu. Trí phàm chúng con chẳng hiểu, mắt trần chúng con chẳng thấy, nhưng chúng con tin thật, Chúa đã hiện diện trong tấm bánh trên bàn thờ này. Quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin đem hết tâm hồn mà thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ và chiêm ngắm lòng thương xót vô biên của Chúa đã dành cho nhân loại, cho giáo hội, giáo phận, giáo xứ, cho gia đình và cho mỗi người chúng con.
Cảm tạ Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con một khoảng thời gian đặc biệt để đền tạ thánh thể Chúa thay cho toàn giáo phận. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa để nhìn lại hành trình sống đạo của mỗi người, của gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Nhìn lại để thấy được những thiếu sót, những lỗi lầm trót phạm. Nhìn lại để dâng lên Chúa lời kinh của lòng sám hối. Nhìn lại để thấy những gì còn dang dở mà quyết tâm hoàn thành. Đặc biệt là nhìn lại để cảm nghiệm rõ hơn vòng tay từ ái Chúa hằng ấp ủ chúng con, và để dâng lên người khúc ca tạ ơn. Tạ ơn vì tất cả những gì Chúa đã trao ban cho mỗi cá nhân cũng như cộng đoàn chúng con. Tạ ơn vì ơn gọi làm người, làm con cái Chúa trong lòng giáo hội. Tạ ơn vì những giây phút hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ, những thành công trên đường đời. Và tạ ơn cả về những buồn đau, những thất bại, những giọt nước mắt trên hành trình xương thế để tôi luyện bản thân. Tất cả là hồng ân, là những biến cố để chúng con cảm nghiệm tình thương và chương trình của Chúa trên cuộc đời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha đến với trần gian. Chúa đã cho chúng con biết thế nào là một Thiên Chúa giàu lòng hoan nhân, sẵn sàng tha thứ. Xin cho chúng con biết tin thác vào lòng Chúa xót thương, và cũng biết phản chiếu lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con biết nối dài những tâm tình của tuần đề tà trong cuộc sống, để từ đây chúng con luôn được tìm Chúa hướng dẫn mà sống hạnh phúc trong gia đình, an vui trong xứ đạo. Xin Chúa chúc lành cho mọi thành phần trong giáo hội, cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân luôn nỗ lực gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau phân định để tìm ra thánh ý Chúa, từ đó xây dựng một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ như lòng Chúa mong muốn. Thank you.
Thank you.
Xuân Giê Xu, Chúa đã để lại cho chúng con linh tinh biển diệu để kỷ niệm của hồn lành Chúa. Chúng con đại diện Chúa, cho chúng con được sự kinh màu yên bình máu thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hướng nhờ điều quan của ơn cứu Chúa. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Chia vui niềm vui với đạo diễn chúng con trong trận trầu lần lượt.